Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hôm nay thì mình đã sử dụng gậy phép khá là nhiều rồi ha. Nhưng mà trong đây ngoài gậy phép ra thì còn có một số vật phẩm cũng có thể giúp mình sử dụng phép thuật được. Đó chính là một cái găng tay phép thuật ha. Hôm nay thì mình sẽ thử chế tạo một cái găng tay phép thuật đầu tiên cho mình nha. Công thức làm ra nó thì mình thấy cũng khá là dễ luôn. Nhưng mà nó bắt buộc phải có cái len đen đó ta. Len đen vậy là bây giờ mình phải đi săn mực rồi. Mình không có màu đen. Đi săn mực coi, không biết vòng vòng chút mình có cái sông nữa không ta. Mình đi không rại là mình không thấy cái sông nữa nha. Biển cũng không thấy luôn. Hơi căng. Tự nhiên bây giờ lại cần mực nè. Khổ thế chứ. Ở đây có cái hồ bự quá nè. Liệu rằng có mực không? Không có mực. Trời ơi, giờ hồ nước quá trời mà không thấy mực luôn á. Khúc này toàn là rừng cây không à. Chắc là không có mực rồi. Ê, ở đây lại có một cái ngôi làng nữa. Ngôi làng này thì không giống cái làng gần nhà mình. Làng này hình như còn dân làng sống á nè. Còn hai bác luôn. Được cái ta, mỗi lần gặp làng thì mình lại muốn giúp họ giữ mấy khối vàng này nè. Đấy, vàng mà để trong đây nguy hiểm lắm. Lỡ ngớ là bị đập hàng rào lụm mất đấy. Nè, vàng các thứ cũng vậy nè, nguy hiểm nè. Đó, mình nên giúp người ta giữ giùm á, không thôi là mất đấy. Được, hào hán, hào hán. Rồi, ngoài ra thì còn đồ gì không? Ui, kiện rơm nữa. Tình sao nhiều thứ mà người ta để lung tung với ta. Kiện rơm là mình đổi ra được lúa mì nè. Lúa mì là mình sẽ nấu ra được bánh mì đặc biệt không ngon luôn. Để giúp thì giúp cho chót ha. Ok, đừng có bay lung tung nào Bi. Ở đây có đống lửa đó. Bay ngồi bay vô đây là thành ông nướng bây giờ. Rồi, ở đây thì cho mình một cái bùa chống lửa. Nếu mà ít đồ ăn thôi. Ok, cái này thì để dành cho dân làng ăn đi, đem thôi. Dân làng bị đói ấy. Ở đây có một cái thân cây khổng lồ. Hình như đây là tổ của rồng rác thì phải. Mình thấy có rồng rác mới bay ra kìa. Phải không? Ui chuẩn luôn. Ui rồng rác. Trời. Rồng rác ở dưới. Ừ đi kiếm ăn đi. Kìa coi gom rác cơ. Khá là nhìn mặt khá là hung dữ luôn á. Nên mình sẽ tranh thủ mình lấy trứng rồng rác về. Để sắp tới mình up. Và chuồn lẹ thôi, để không thôi rồng rác phát hiện. Ui tôi không cầm trứng nha, tôi cầm ba lô nha. Gõ gàng tôi không cầm trứng nha. Tôi cầm ba lô đàng hoàng á. Ui nguy hiểm. Đi Bi ơi. Lạng quạng ở đây một hồi rồng rác phát hiện ra là chết nữa. Đi. Chuồn. Quánh ba chuồn lẹ. Ví dụ thành công rồi. Và ở đây có cái hồ bự nè. Có mực không? Không có mực. Ở đây đây có. Có mực rồi. Săn mực. Rồi để coi được bao nhiêu túi mực đây. Quế. Trời ơi săn mực không rơi ra túi mực. Thì cái tình. Không rơi ra túi mực nào luôn. Số nhỏ thật sự. Trời đất ơi. Khổ thiệt chứ. Ê. Khoan. Mình phát hiện ra ở đây nó có công trình gì nè. Hôm nay chưa kịp sử dụng găng tay phép thuật để chiến đấu rồi. Mình phải dùng tiếp cái gậy phép thuật thôi. Không sao. Cái chỗ này thì hình như là chỗ của mấy tên cướp dân làng. Ui nó ra nó tìm mình luôn cơ. Lao tét thiệt chứ. Mình sẽ triệu hồi ra một vài con nhện. Ủa một vài con kiến lửa. Để giúp đỡ mình ha. Cho nó thủ tiêu kiến lửa mình à. Dám nha. Quýnh kiến lửa của mình. Này thì đụng vô kiến lửa của mình ha. Dám đụng vô kiến lửa mình. Vô đi kiến lửa. Anh bảo kê cho. Ui. Mình tạo ra bao nhiêu thì bọn chúng đã thủ tiêu hết bấy nhiêu rồi. Ô. Oh. Oh, no. Ở đây cũng có pháp sư nữa.
này pháp sư triệu hồi mấy cái hồn ma bay hả? Pháp sư triệu hồi hả? Đón nhận đi. Ui kiến lửa, kiến lửa trèo tường luôn kìa, ghê thiệt. Đúng rồi, triệu hồi nhiều kiến lửa lên để giúp đỡ mình thôi. Tranh thủ lúc đầu. Wow wow wow, công trình này giàu nha. Có cái quần pháp sư các thứ nè. Rồi sách Ender Mending. Ui cái dòng Mending mà Ender gì hơi lạ nè. Lượm luôn. Rồi còn gì khác không nhỉ? Hết rồi. Một vài thứ lặt vặt thôi ha. Bên đây thì khá hơn một tí, cho mình một cây cúp. Có dòng sửa chữa luôn nha, sửa chữa cấp độ 3 lận. Rương nè. Cuộn sách phép các thứ. Một vài thứ lặt vặt thôi. Và cái đây là cái rương cuối cùng của tầng trệt. Có táo vàng. Ý được nha. Hợp lý đó. Một cái áo pháp sư tiếp. Nhiều khi mình khám phá hết công trình này mình gom được một set đồ pháp sư luôn á. Rồi lên tầng 2 nào. Mình sẽ búp cho mình cái phép tốc độ trước ha. Điều nhảy của gió nè. Búp phép này trước cái đã. Sau đó hả, đi lên trên quẩy. Lão nháo hả, vô đây. Vô đây. Búp tốc độ. Rồi lấy gậy phép quýnh lộn luôn. Dám chống không? Anh em nào dám chống nữa. Chống cự là bị đóng băng liền. Hơi bị khỏe nha. Hình như bọn chúng giấu rương trong này. À thì ra bọn chúng giấu rương. Ờ mà nguy hiểm nha. Không biết cái này nó có bẫy không. À đứng ở đây làm gì. Vô đây vô đây. Vô đây đi. Tụi cho ha. Nếm mùi của sức mạnh phép băng nè. Không biết cái rương này ở dưới có TNT không ta. Mình thấy nó là một cái rương bẫy á. Ờ chắc không có bom đâu. Dễ vậy. Ôi nó bèo thế. Bèo như cái bánh bèo luôn. Cái rương này thì bị chặn rồi. Tại vì nó ở trên nó có cái block nè. Mình phải đập ra mới mở được. Ồ đồ trong đây nó hơi bèo nha. Một cái nước thánh. Nước thánh nè, một xíu mình sẽ uống thử. Coi coi sẽ búp cho mình những cái gì ha. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nè hai lọ nước thánh luôn nè. Trời đất ơi. Để mình uống nước thánh thôi coi. Theo như cái này nó ghi thì nó sẽ búp cho mình hồi phục, may mắn, rồi sức mạnh, các thứ nè. Cũng ok lắm ấy chứ. Hên xui thôi. Ồ, nó có kim cương nữa nè. Nó sẽ có xác sức nhỏ, có một ít đồ xịn ha. Còn đa số là sắt vàng cái thứ thôi. Lâu lâu thì mới có kim cương. Này, hoài, cũng được đấy. Rồi, nói chung thì vô đây chủ yếu là chúng ta có thêm được một chút đồ. Còn giờ chắc mình sẽ tranh thủ mình đi tiếp thôi. Để mình đi săn mực cái đó. Tại vì nhiệm vụ chính của mình bây giờ là kiếm một cái con mực để lấy túi mực thôi. Mà nước thánh mau hết tác dụng quá. Uống một xíu là hết công dụng rồi. Ồ, nước thánh này giỡn yêu à. Mà nghe tới nước thánh nghe nó kỳ kỳ chứ hả. Ừ, kỳ thật á. Rồi, lên đây mình sẽ coi coi. À, tòa tháp pháp sư này sẽ bán cho mình sách gì nè. Ủa pháp sư băng luôn. Ui. Ôi đóng băng mình. À, mày thì dám đóng băng. Ồ ice. Đóng băng mình rồi. Ui. Ui đây là bơm điện nè. Băng ạ. Dám chơi băng. Dám chơi băng ạ. Này thì chơi băng nè. Trời đất ơi. Pháp sư băng xài phép gì đó. Mình bị tê cứng luôn rồi nè. Mình không di chuyển. Ở đây di chuyển được rồi. Ghê thiệt. Đây không phải là chỗ của người tốt rồi. Đây là chỗ của mấy tên pháp sư gian ác á. Cho mình một ít sách phép mới nè. Mình sẽ dọn bớt kho đồ mình đi. Để mình loot thêm đồ á. Nãy giờ đi khám phá loot cũng được khá đồ mới á. Tranh thủ loot thêm nè. Một cái ủng pháp sư. Rồi một cuốn sách phép mới. Ok. Không quá tệ, không quá tệ. Trời ơi, mừng hụt rồi. Ui, tịch thu luôn cái này. Tịch thu luôn. Gặp là tịch thu luôn á. Rồi, đi tiếp. Giờ trời tối á ta. Đi trời tối nó cũng hơi nguy hiểm á. Ở đằng đây nó còn có công trình vậy nữa nè. Ui, mất. Ôi, nãy giờ đi cả đống hồ bự mà không có mực. Bây giờ cái hồ bé xíu mình lại có 2-3 con mực luôn.
Ồ, mình quýnh mật là mình sẽ bị hiệu ứng mù lòa nha. Ồ, mật xịn đấy. Ôi ôi, con này. Con zombie này đi ra chỗ khác mà chơi. Rồi, có túi mật coi chưa? Đầy quá trời luôn, có thịt mật nữa. Thôi, mình không lấy mật về nướng đâu. Mình chủ yếu lấy túi mật thôi. Bây giờ thì kiếm thêm một len nữa là được ha. Để chúng ta làm ra cái len màu đen á. Để coi đây có cườm nè. Ui mà trên đường đi tìm cừu thì mình lại gặp thêm một cái tòa tháp của pháp sư hay sao nữa. Hy vọng lần này là gặp người pháp sư tốt nha, chứ đừng gặp mấy pháp sư gian ác. Mình vô cái quýnh mình rồi đóng băng mình thì mệt lắm. Ê, đi lên. Hy vọng là gặp người tốt. Ui sao nghe tiếng này quen lắm, giống cái tên hồi nãy á. Có điềm nha. Mình sẽ kêu kiến lửa ra trước rồi đó. Kiến lửa, ra đi cưng. Đi ra anh. Bảo kê anh. Ui. Trời ơi, chưa gì đã sợ rồi, té anh dưới rồi. Hơi gung. Lên lại. Không có gì phải sợ hết. Mình mạnh mà sợ gì. Ui, chính xác rồi, lại là pháp sư bắt. Này thì pháp sư gian ác. Pháp sư gian ác hả? Kê. Ui. Wow. Đó. Các bạn thấy pháp sư băng mạnh chưa? Mình sẽ chọi trái bơm điện lên chảnh. Chết chưa? Ý hình như chết rồi. Trời ơi, chơi cái phép gì mà tạo ra cơn lốc xoáy băng tuyết kìa. Mình vô là mất máu dữ lắm luôn. Hết lên luôn rồi. Wow. Đây chắc là một phép rất là mạnh đây. Ý, chết ơi. Này thì pháp sư gian ác nè. Cho mình thêm một vài quyển sách mới. Ok, sách nâng cấp luôn, hợp lý. Tịch thu tiếp. Nãy giờ đi là gặp hai chỗ pháp sư gian ác rồi đó nghe. Có điềm. Con này nữa. Dám cà khịa mình hả? Liều vậy. Rồi, đi tiếp thôi. Về rồi. Đầu tiên thì mình sẽ xuống cái kho của mình để mình kiếm mấy cọng chỉ cái đó. Ôi, đừng nói là... Ừ, mình nhà mình làm gì có chỉ mình chế tạo ta? Người nhà quê vậy, mình không có chỉ. Trời Phật. Bị ảo tưởng rồi. Nhà không có cọng chỉ nữa. Vậy là vẫn phải đi săn cừu à. Khổ nổi chứ. Trên đường về thì mình cũng không có gặp... Gặp cừu. Ê, có cách. Mình sẽ lấy mấy cái tơ nhỏ này. Cầm cùi lấy chỉ một lúc thì mình cũng có được 18 rồi. 18 thì mình sẽ ghép được 4 cục len. Ok. 4 cục là cũng khá là nhiều rồi đó. Mình có bao nhiêu? Mình có 4 túi mực. Vừa đủ luôn. Làm được 4 cục len màu đen nè. Rồi, giờ thì mình sẽ cần có thêm một ít cái Magic Crystal. Pha lê phép thuật ha. Mình sẽ đặt pha lê phép thuật xung quanh cọng len. Cục len giống như vậy. Đó là mình đã tạo ra được những cái găng tay phép thuật rồi. Đây, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái luôn. Bốn cục len là được 4 cái ha. Rồi, giờ thì chỉ cần nạp mana cho nó thôi. Đây, mình sẽ nạp mana lại cho nó. Cho này vô. Ui, mana thì... Nói mana mới nhớ, mình có thể tăng cái lượng mana chứa trong... Mỗi cái găng tay phép thuật này bằng cách... Ủa? Đúng không nhỉ? Hay là như vậy? À như vậy nè, mình sẽ chế tạo ra những cái lọ chứa mana ha. Đó, mình sẽ làm 4 lọ. Và 4 lọ như vậy để ép vô cái găng tay thôi. Đấy. Ủa đúng không đây? Đúng không trời? Cho vô thử coi. Ồ, nó cũng vậy hả? Ồ, tính ra nó cũng thế thôi. Mình tưởng... Quê thiệt. Mình tưởng là nếu mà mình ép cái lọ này vô thì nó sẽ tăng cái lượng mana tổng lên nè. Nhưng mà không, nó chỉ nạp mana vô thôi. Cái này thì nó tốn thêm cái lọ á. Vậy thay giờ đó mình ép như vậy luôn cho rồi. Mệt ghê luôn á. Và đó mình...
Xử lý nó hơi cồng kềnh á. Rồi, trước mắt là mình đã có được một cái găng tay phép thuật rồi. Ở đây sẵn tiện có một phép mới luôn nè, mình sẽ ép vô để học thử ha. Ui dồi ôi, lần đầu xài găng tay phép thuật, không biết như thế nào đây. hơi hồi hộp nha. Rồi, phép đầu tiên. Wow, coi cái tay mình đeo găng tay phép thuật vô kìa. Ui, hơi bị đẹp luôn á. Và cái phép mới này tên là Đa ha. Đa, cái này là nó sẽ phóng ra một cái mũi tên á. Mũi phi tiêu, kiểu vậy, tốn có 5 mana à. Và cái phi tiêu này có thể gây ra hiệu ứng độc ấy. Mình sẽ test thử coi. Ở đây có bò nè, mình nhiều bò mà. Đấy, đấy, đấy. Ôi nhưng mà test phát bò còn chút xíu máu à. Kiếm con nào trâu trâu hơn đi, mình phóng mới thấy được độc nó gây được bao nhiêu sát thương. 5 minutes later. Trong lúc về nhà để coi lại mấy quyển sách phép của mình á, thì mình phát hiện vẫn còn một quyển cấp Abramtid mà mình chưa có ép vô gậy phép á. Nên bây giờ mình sẽ ép vô thử luôn. Hiện tại thì cây gậy của mình cũng được nửa chặng đường để lên cấp độ Master rồi. Hôm nay gán cậy xíu nữa coi. Và mình sẽ thay thế cho cái phép nào đây ta? Phép này cấp Abramtid thôi, nên cho vô cây gậy bên này đi. Thay thế cho cái phép này. Rồi, thử nha. Lại có thêm phép mới nữa. Và sẵn tiện, mình sẽ cho rồng Night Fury lớn lên trong ngày hôm nay luôn á. Ôi, cái phép mới này, nó cho mình cái cần câu à. Oh man. Vậy cũng được nữa. Phép mình tạo ra một cây cần câu giúp mình có thể câu cá kiếm sống qua ngày này. Để mình test thử coi cần câu phép thuật thì nó sẽ câu dính cá hay là dính cái đồ gì xịn sò hay không. Dính cá đi. Hay là câu cái này câu sách phép ta. Cũng có thể. Cần câu phép thuật mà. Kì, cá lại. Giật nè. Nó cho mình con cá hắc diêm thạch. Ui, đúng là cần câu phép thuật. Câu được đồ cũng khá là xịn á. Được. Ok. Mà mình còn một cuốn Advent nữa, quên. Đây, mình còn cuốn Advent mới lụm được trong công trình kia luôn, ép luôn. Test rồi test cho tới ha. Mình sẽ thay thế cho cái phép này đi. Rồi, test luôn. Ồ, phép này là một phép dẫn sức nữa. No, test thất bại rồi. Trời ơi, test xong nó tạo ra cái đống zombie luôn ạ. Đây có vẻ là một phép triệu hồi ấy. Mình cảm giác nó giống một phép triệu hồi ấy. Thử lại nào. Dùng không được. Được đi. Mình đang ra sức để thực hiện được cái phép thuật mới này. Nhưng mà có vẻ là nó không chịu. Cứ liên tục bị dính tác dụng phụ khi mà học phép thuật à. Sẵn tiện có rồng, mình test trên rồng luôn á, trên liều nè. Mình có thể dùng phép này lên rồng. Mind control. Đây rồi, đây mới thực sự là phép điều khiển tâm trí nè. Uầy, phép này ghê, mind control. Nhưng mà cái phép này nó sẽ không có hoạt động, không áp dụng được trên những cái con mà nó quá là mạnh á. Ôi như vậy gồng, mấy em gồng, chẳng hạn như gồng cờ lan, mình có thể dùng được phép này nè. Đấy. Ui, khi mà rồng bị điều khiển tâm trí thì vẻ bề ngoài sẽ có phủ một cái lớp gì đó lấp lánh á. Mình thử điều khiển con bò coi. Trời ơi, con bò khi sau khi bị điều khiển nhìn thấy ghê quá à. Ghê. Cái này thì một hồi phải test trên. Ví dụ mình gặp gồng quan giả, mình thử mình điều khiển tâm trí nó coi nó có được không hay không ha. Hợp lý nè. Còn cái phép lúc đầu mình học cái Matrix hình như là chỉ làm nó quên mình là cái địch thôi, chứ nó không có điều khiển được. Ghê á. Rồi, liên thiên nãy giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc cho My ăn ha. Quên mất. Có đồ ăn mà quên cho My.
Ôi gì, cho Night Fury. Nhầm. Cho Night Fury ăn á. Lại đây cưng. Nay là gán lớn rồi, cho anh cửa nha. Đây. Hiện tại Night Fury mình sẽ cho ăn lên cỡ cấp 40 đi. Đó, 40 là nhìn khá là to rồi đó. Ở coi, cửa được chưa? Ý, cửa được rồi nè. Chúng ta đã cửa được Night Fury rồi nha. Mình nghĩ là hôm nay mình nên đổi bộ đồ đi. Bộ đồ này có vẻ hết hơn rồi. Ôi trời. Night Fury háo chiến chứ cơ. Con Sương nó định bắn mình, Night Fury chủ động tấn công để bảo vệ mình liền. Đúng là Night Fury dẫn đỉnh như ngày nào. Đó. Tính ra cái áo rồng của mình á, nó cũng hợp với cái set đồ thầy chưa hồn lắm nè. Nó đỏ đỏ tím tím nhìn cũng na ná ha. Ok, mặc luôn. Còn set đồ tập sự mình sẽ treo lên á, làm kỷ niệm, không có vứt đâu. Rồi xong, hy vọng là đổi set đồ mình sẽ lên nhân phẩm một xíu ha. Còn bây giờ mình và Night Fury sẽ lên đường thôi. Hôm nay sẽ là một chuyến đi dài đây. Lại đây cưng. Let's go. Đi thôi, Night Fury. Ở nhà có mấy con quái vật kìa. Chắc mình sẽ cho nó nếm mùi sức mạnh của Night Fury quá. Night Fury, lại đây xử mấy con này đi em. Đâu rồi? Trời ơi, bay lên dính cọng đi ngục luôn rồi. Để mình sẽ test phép điều khiển tâm trí thử. Đó. Poker. Mình đã điều khiển nó xong rồi. Đấy, nó đang chiến đấu bảo vệ mình kìa, thấy chưa? Được thì con này cũng vậy, điều khiển tâm trí nó luôn. Đó, bây giờ zombie cũng như là đệ của mình rồi ha. Úi giời. Nhưng mà đệ của mình hơi núp nha. Tuấn đi hơi lạng chạng giống như đang chơi đồ vậy đó. Cái phép này cũng khá là nguy hiểm ấy. Nếu mà rơi vào một người mà kiểu như có âm mưu gì đó là hơi nguy hiểm nha. Ôi trời, biết sao rồi, nãy giờ mi buồn. Ủa, Night Fury. Ê. Cái đây. Trời. Có chuyện thanh niên này. Trời ơi. Nó đi quánh Night Fury của mình à. Hết chuyện luôn. Vừa phải thôi, điều khiển tâm trí cũng không phải phân biệt được đâu là... À mà quên. Lúc mà mình điều khiển tâm trí thì nó cũng đâu phân biệt được Night Fury là đồng loại đâu. Ok. Gần làng hình như có cái chỗ tinh linh sấm sét nè. Hợp lý này. Nhưng mà trước tiên để mình bắt Night Fury lại cái đó. Bay lạng quạng là nguy hiểm lắm. Rồi điều khiển tâm trí Ripper. Mình có dính hiệu ứng gì không? Mình bị dính hiệu ứng Mind Control luôn nè. À, tức là khi mà Ripper mà bị mình điều khiển tâm trí là khi phát nổ sẽ tạo ra một cái vụ nổ có hiệu ứng Mind Control á, là tất cả các con nào đi vô đó là sẽ đều bị điều khiển tâm trí luôn á. Hay nè, cái này hay. Được thật sự. Rồi mình sẽ lấy luôn cái rương này. Lấy cái rương này coi có thêm đồ gì không. Không có thêm đồ xịn gì cho lắm. Chủ yếu là những cái Stone Tablet. Hay nha. Khi mà mình nâng cấp cái găng tay này lên cái cấp Apprentice thì nó đã thay đổi màu sắc rồi nè. Ui, bây giờ nó đã chuyển sang màu xanh rồi. Wow. Ui, mà găng tay này vứt xuống đất thì nhìn bé quá. Này, bây giờ nó đã có cái màu xanh khá là đặc biệt rồi. Được nha. Cố lên, mình sẽ gắng cày tiếp để mình nâng lên cấp Advanced. Khi mà lên Advanced thì nó sẽ thành màu đỏ nè. À, vậy là tầng theo cấp độ thì nó sẽ có những cái màu khác nhau. Ui, được thật sự. Rồi, đằng xa xa mình thấy có một cái khu vực khá là giống tổ rồng luôn. Chính xác, đó là tổ rồng đó. Kêu Night Fury ra cái coi. Đi, Night Fury, cùng anh chiến nào. Ủa đâu rồi? Bay qua đó nào. Có nên cho Night Fury chiến đấu luôn không ta? Em giờ cũng còn ít máu ấy.
Ui, con rồng này bay hơi nhanh nha, không biết Nam Fury tấn công trúng hay không đây, thử nào. Phát đầu tiên là trật rồi. Con rồng này rồng tốc độ sao bay nhanh như vậy? Bay nhanh gì sao mà bắn trúng đây? Không ổn rồi Mi ơi. Ôm Nam Fury ơi. Tình hình này là phải cho Nam Fury vô trong thôi. Mình không muốn Nam Fury bị con rồng hoang dã này nướng đâu. Rồi mình sẽ vô, mình điều khiển tâm trí con này trước đã. Hay con rồng kia. Omega lui, Omega lui. Mình sẽ gán mình điều khiển tâm trí nó ha. Nó khôn quá, nó bay không mà mình không điều khiển được. Điều khiển tâm trí người thử nè. Ui, hình như được rồi kìa. Được chưa? Đấy, nó hết tấn công mình rồi nè. Điều khiển tâm trí lần hai. Đó. Phép này vẫn có thể áp dụng trên rồng nha. Đấy, sau khi điều khiển tâm trí thì nó sẽ không còn tấn công mình nữa. Ui, cái phép điều khiển tâm trí này thiệt là lợi hại luôn á. Ồ, hợp lý thiệt. Nè, xây cho ngươi cái lều tuyết nè. Thương lắm mới xây cho cái lều tuyết đó nha. Ồ, nhưng mà xây cho con rồng này không vừa rồi, lều tuyết nhỏ quá. Thôi tròn tới đó là đủ rồi ha, thủ tiêu con rồng này thôi, không để nó sống quá lâu được. Mình sẽ đánh nhanh rút gọn con rồng này. Nhưng mà việc quan trọng hơn là mình phải liên tục kiểu như là điều khiển tâm trí nó thì mới được nha. Rồi, quăng bom các thứ vô người nó thôi. Hey. Đấy. Cái phép Thunderbolt hôm qua mình học á, hôm nay mình đã ép vô cái găng tay phép thuật rồi. Và khả năng tấn công cũng tương đối ổn đấy chứ. Cũng có rỉa rồng khá là ok này. Chỉ có điều hơi khó trúng xíu thôi. Rồi. Điều khiển tâm trí nó lần cuối nè. Thôi coi như là gặp nhau là cái duyên á, cho gồng ra đi nhẹ nhàng thôi. Phải công nhận là cái phép Mind Control này cực kỳ bá đạo luôn. Một con rồng mà to như vậy mà mình vẫn có thể điều khiển tâm trí được á. Đây mình đánh giá là một phép rất là lợi hại nha. Được thật sự. Rồi, giờ thì mình sẽ ăn miếng cái, rồi chúng ta sẽ lướt xác rồng ha. Trời ơi, xác rồng mà vẫn còn hiệu ứng Mind Control cơ. Ghê thiệt. Rồi cho mình bao nhiêu vảy rồng đây. Ý, what the hell, có hai vảy rồng mà. Ui, hình như cái việc mà mình điều khiển tâm trí nó ảnh hưởng đến số lượng vảy rồng rơi ra hay sao rồi. Nghĩ sao con rồng to đùng mà có hai cái vảy hả? Vô lý. Các bạn thấy có vô lý không? Con rồng to như vậy mà có hai vảy hả? Game lừa rồi. Có một sự vô lý không hề nhẹ luôn. Ê, ở đây có bộ tộc OT. Ái chà chà, ái chà chà. Các bạn muốn xem bộ tộc OT tự xử nhau không? Đây, mình sẽ biểu diễn nha. Hi. Điều khiển tâm trí nè. Ui, điều khiển tâm trí không? Ô, mình điều khiển nhầm rồng Nam Fury của mình rồi. Ui no. Điều khiển nhầm rồi, điều khiển nhầm rồi. Hi. Điều khiển ngươi nè. Ta sẽ điều khiển ngươi. Đúng rồi. Quấn nhau đi, quấn nhau đi. Ok. Ok, ok, đúng rồi, phản nhau, đúng rồi, đúng rồi. quá dữ luôn. Kìa, thanh niên nó bị điều khiển xong chạy lạng trạng, quýnh lộn với anh em trong bộ tộc cơ. Tiếp tục là ngươi. Đúng rồi, đi quýnh nhau đi. Trời đất ơi, đi săn gà nữa. Hài hước thiệt sự. Đây, con zombie mình sẽ điều khiển tâm trí nó luôn. Rồi, sửa đẹp mấy thanh niên kia đi. Tiếu à. Cái phép này lợi hại thì lợi hại thiệt, nhưng mà nó cũng sẽ có một vài tác dụng phụ ha. Ui, Mi sau khi bị điều khiển, bị mình xài phép nhầm thì đang ngủ một giấc rồi. Lại đây nào. Ủa gì, Night Fury. Sao mình cứ bị nhầm hoài vậy? Bây giờ mình bị liệu rồi. Mình gặp em rồng nào mình cũng kêu là Mi hết là chết luôn rồi. Night Fury mới đúng nha. Nãy giờ mình gọi nhầm mấy lần rồi đó. Bữa nay tái phép tới đó đủ rồi. Giờ thì mình sẽ về nhà để tiến hành áp trứng rồng thôi. Hôm qua thì mình mới có được thêm một cái loại trứng rồng mới tanh luôn. Đó chính là trứng rồng Tagit á. Mình sẽ thử áp trứng rồng Tagit mới được. Chính xác, nó sẽ áp bằng máy áp trứng rồng chạy bằng dung nham. Chiều cực châm dung nham vô đầy đầy tí đi.
Bữa nay chúng ta sẽ có một em rồng cọp đầu tiên đó. Ú, gần nhà mình vẫn còn quái từ buổi tối hôm qua nè. Mà sẽ dọn hết luôn. Không biết rồng Tagit Baby sẽ trông như thế nào nữa. Úi xong rồi, cực kỳ nhanh luôn. Wow, trứng rồng Tagit ấp rất là nhanh ha. Và mình sẽ cho rồng Tagit chờ đợi bên trong cho an toàn. Đây, rồng Tagit. Nó. Úi, what the hell. Thiệt á, đây là rồng Tagit đi. Ồ, rồng siêu tí hon luôn á. Này, trời ơi, dễ thương chưa. Cái này chắc mình không cho ăn luôn. Mình để bé như vậy hoài đi, nhìn dễ thương quá hả. Thật sự luôn ý. Đây là rồng cực kỳ bé luôn. Hôm nay nói chung là một ngày tuyệt vời ha. Vừa có được một cái món đồ phép thuật mới, đó chính là găng tay phép thuật nè. Vừa có thành viên mới là một em thú cưng rồng Tagit. Đó. Trong tương lai thì chắc mình sẽ cho lớn, nhưng mà lớn vừa vừa thôi, chứ không có lớn to đùng đâu. Mất công hết dễ thương nữa. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm thêm được thật là nhiều trứng rồng mới để ấp. Biết đâu lại có thêm một vài em rồng tí hon giống như rồng Tagit thì sao. Cũng có thể lắm. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.